Các bạn xem xét thấu thứ hai, kèo đôi công giữa Nghĩa ở phía đây sân và Giàu ở phía kia sân. Hết xét này đi. Mày đi làm chưa ăn gì mà? Chút nữa xuống dưới thì tính. Mày luôn ơi. Được rồi, khỏi mất công. Khỏi. Quay hết này cái chạy luôn. Chờ hoài kèo mặn mà không có thấy kèo mặn nữa hết. Kèo mặn. Điểm 5-3. Điểm như Nghĩa 6-3. Điểm như Nghĩa 7-3. Điểm cho Vào 4-7. Điểm cho Nghĩa 8-4. Điểm cho Nghĩa 9-4. Điểm cho Nghĩa 10-4. Điểm cho Vào 5-10. Điểm 11-5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé.